Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Tin COVID-19 trưa ngày 5 tháng 1, Hà Nội thêm 2.578 ca COVID-19 với 723 ca ghi nhận tại cộng đồng. Trong khi đó, F0 ở miền Tây lại giảm sâu. Thêm 1 ca Omicron, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng giường bệnh cho tình huống xấu. Chuyên gia lo y tế quá tải vì nhiều người mang tâm lý ai rồi cũng thành F0. Xã hội hóa vaccine, thuốc điều trị COVID-19 để ứng phó Omicron. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, Hà Nội lại tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 mới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, ngày 4 tháng 1, Hà Nội ghi nhận 578 ca COVID-19 mới, được phát hiện tại 379 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Hà Đông 325 ca, Nam Từ Liêm 319 ca, Hoàng Mai 229 ca, Cầu Giấy 197 ca, Long Biên 168 ca, Gia Lâm 155 ca, Ba Đình 136 ca, Đống Đa 136 ca và Thanh Trì 130 ca. Trong số 2.578 ca COVID-19 mắc mới có 728 ca cộng đồng được ghi nhận tại 220 xã phường thuộc 26 trên 30 quận huyện. CDC Hà Nội cũng thông tin một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng là Nam Từ Liêm 111 ca, Ba Đình 61 ca, Hoàng Mai 58 ca, Thanh Xuân 51 ca, Đống Đa 48 ca, Cầu Giấy 45 ca, Thanh Trì 44 ca. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4, thành phố có 57.409 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 18.667 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 38.742 ca. Hà Nam thêm 79 F0 mới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 4 tháng 1 trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục ghi nhận 79 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 79 trường hợp có 34 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, một bệnh nhân là giáo viên cơ sở đào tạo nghề, 4 bệnh nhân có liên quan đến những bệnh nhân trở về từ các địa phương khác, 8 bệnh nhân liên quan đến những người có biểu hiện ho, sốt, 33 trường hợp là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó. Nam Định thêm 135 F0. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 4 tháng 1 trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 135 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có hơn 90 ca cộng đồng. Thái Bình ghi nhận 78 ca F0 mới. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 3 tháng 1, Thái Bình ghi nhận 78 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 20 ca cộng đồng, số còn lại trong khu cách ly tập trung. Thanh Hóa 286 F0, 144 ca cộng đồng. Trong ngày, Thanh Hóa ghi nhận 286 ca mắc COVID-19, trong đó có 144 ca cộng đồng, 142 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 8.947 bệnh nhân COVID-19, có 6.131 người được điều trị khỏi, được ra viện, 16 bệnh nhân tử vong. Nghệ An 127 F0, 45 ca cộng đồng. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 127 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 45 ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Trong ngày có 158 bệnh nhân khỏi bệnh ra viện, không ghi nhận ca tử vong. Lũy tích đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 8.360 bệnh nhân COVID-19, 35 bệnh nhân tử vong, hiện đang điều trị 1.233 bệnh nhân. Hà Tĩnh 22 F0, 6 ca cộng đồng. Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 22 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca cộng đồng, các trường hợp đã được cách ly trước đó. Tính từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 1.685 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân đang điều trị là 214 người. Hà Tĩnh có 99% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm một mũi và 90% đã tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19. Đến thời điểm này, cả 4 đợt tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mũi 1 đạt tỷ lệ 97% và mũi 2 đạt tỷ lệ 26%. Quảng Bình thêm 41 ca cộng đồng. Trong ngày 4 tháng 1, tại Quảng Bình ghi nhận tất cả 41 ca mắc COVID-19 mới đều ở trong cộng đồng. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 49 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 3.934 ca mắc COVID-19, trong đó 3.475 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 411 người đang tiếp tục điều trị. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Quảng Bình có 95,61% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 89,91% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi. Miền Tây F0 giảm sâu.
Bến Tre có thêm 496 ca mới, tất cả đều là ca cộng đồng, trong ngày thêm 6 ca tử vong. Cà Mau ghi nhận 450 F0, trong đó có 418 ca cộng đồng, có 1.450 người điều trị khỏi, 5 trường hợp tử vong. Vĩnh Long thêm 431 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 242 ca cộng đồng, điều trị khỏi 359 ca, 15 trường hợp tử vong. Hậu Giang phát hiện 384 F0, trong đó 379 ca cộng đồng, điều trị khỏi bệnh 334 ca, tử vong 5 ca. Bạc Liêu có thêm 225 ca mắc mới, trong đó có 122 F0 cộng đồng, 248 ca được xuất viện và 7 ca tử vong. Cần Thơ có thêm 196 ca mắc COVID-19, 1.533 người điều trị khỏi, 11 ca tử vong. Thêm 1 ca Omicron, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng giường bệnh cho tình huống xấu. Thưa quý vị, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết thông tin trên vào họp báo chiều mùng 4 tháng 1. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có tổng cộng 6 ca nhiễm biến thể Omicron. Theo ông Tâm, ca nhiễm biến thể Omicron mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận vào hôm qua. Đây là tiếp viên hàng không người Đài Loan được cách ly ngày 29 tháng 12. Ngày 30 tháng 12, người này có kết quả xét nghiệm dương tính. Kết quả giải mã gen sau đó xác nhận đã nhiễm biến thể Omicron. Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các ca nhiễm Omicron tại thành phố đều không có triệu chứng và hiện đã có kết quả âm tính, không có sự chuyển biến nặng với các trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron, trong đó quy định rõ các bước kiểm soát từ cửa khẩu sân bay, hàng hải đến khu cách ly, giám sát trong cộng đồng rất chặt chẽ. Tất cả người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm dương tính được đưa về bệnh viện dã chiến số 12, khu trú ngay từ đầu và thực hiện giải mã gen. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khi xuất hiện biến thể Omicron, Sở Y tế thành phố đã có phương án sắp xếp các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa bàn từ đầu tháng 12 năm 2021. Theo đó, ngành y tế tái cấu trúc các bệnh viện với khoa phòng phù hợp, giữ nguyên hoạt động của các bệnh viện tách đôi, duy trì 9 bệnh viện thu dung. Ngoài ra còn có 13 bệnh viện dã chiến với công suất 22.000 giường, kịp thời đáp ứng nếu có tình huống xấu xảy ra. Bên cạnh đó, các bệnh viện dã chiến cấp quận, huyện được thiết lập, đảm bảo 8.000 giường sẵn sàng đáp ứng. Ngoài ra, Sở Y tế đã sắp xếp phân cụm bệnh viện để điều phối hiệu quả bệnh nhân COVID-19 trong phạm vi từng cụm và toàn thành phố. Theo bà Huỳnh Mai, hiện nay sự phối hợp này đang rất nhịp nhàng. Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang có nhiều tín hiệu lạc quan. Tín hiệu thứ nhất là số ca mắc mới trong ngày càng giảm. Cụ thể, từ ngày mùng 3 tới ngày mùng 9 tháng 12 có 8.686 ca. Trong tuần từ mùng 10 đến 16 tháng 12 chỉ còn 7.527 ca. Tuần từ 17 đến 23 tháng 12 còn 5.493 ca. Tuần từ 24 đến 30 tháng 12 còn 4.087 ca. Ông Hải nhận định, số ca điều trị giảm như thế cho thấy công tác chống dịch đạt kết quả tích cực. Tín hiệu thứ hai là số ca tử vong giảm liên tục. 3 ngày đầu năm mới ghi nhận lần lượt số ca tử vong là 30, 31, 26 người. Tín hiệu thứ ba là số ca nhập viện ngày càng giảm. Khoảng nửa tháng trước đây, số ca nhập viện luôn ở mức 700 đến 800 ca một ngày. Những ngày gần đây chỉ còn trên 300 ca. Con số xuất viện luôn lớn hơn số ca nhập viện. Cụ thể, ngày 1 tháng 1, nhập viện 322 ca, xuất viện 425 ca. Ngày 2 tháng 1, nhập viện 309 ca, xuất viện 385 ca. Ngày 3 tháng 1, nhập viện 407 ca, xuất viện 433 ca. Ba dấu hiệu này để chúng ta có niềm tin rằng công tác chống dịch ngày càng tốt hơn và mong rằng công tác phòng chống dịch năm 2022 đạt kết quả tốt. Trong khi đó, đại diện Sở Y tế cho biết tình hình ca mắc và số tử vong của thành phố trên biểu đồ đang có hướng đi xuống, chứng tỏ các chương trình hoạt động phát huy hiệu quả và sẽ tiếp tục triển khai. Theo bà Mai, thành phố đang có 338 ca COVID-19 nặng và 17 ca phải chạy ECMO. Các y bác sĩ đang cố gắng giành giật từng ngày từng giờ để giữ mạng sống cho các bệnh nhân. Đồng thời, thành phố cố gắng hết sức bằng thuốc men phương tiện hiện đại nhất để cứu sống nhiều người bệnh. Chuyên gia lo y tế quá tải vì nhiều người mang tâm lý, ai rồi cũng thành F0. Thưa quý vị, trao đổi với báo chí, bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh tình trạng một bộ phận người dân buông lỏng các biện pháp chống dịch từ tâm lý chủ quan trước COVID-19 là rất đáng báo động. Nếu người dân có tâm lý chủ quan, chấp nhận việc bị lây nhiễm mà không có biện pháp kiểm soát, có thể khiến cho số lượng F0 tăng lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn, gây quá tải hệ thống y tế. Theo chuyên gia này, mỗi hệ thống y tế đều có một công suất vận hành tối đa. Khi số F0 tăng quá nhanh và vượt mức này gây tình trạng quá tải sẽ dẫn đến việc không đảm bảo trong công tác chăm sóc y tế, từ đó tăng nguy cơ chuyển nặng và thậm chí là tỷ lệ tử vong của bệnh nhân.
Có những trường hợp bệnh nhân nặng khi cơ sở y tế vận hành bình thường sẽ được đáp ứng chăm sóc nhiều hơn nên cơ hội sống của họ sẽ cao hơn. Tuy nhiên khi cơ sở y tế quá tải, khả năng chăm sóc y tế giảm xuống, đồng thời cũng sẽ làm giảm cơ hội sống của họ. Nhiều chuyên gia dịch tễ cũng nhận định khi số ca bệnh tăng nhanh gây quá tải hệ thống y tế, nhóm có nguy cơ diễn biến nặng cao như người cao tuổi, người có bệnh nền sẽ chịu ảnh hưởng trước tiên và nặng nề nhất. Theo bác sĩ Hùng, ngay cả những trường hợp đã được tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 cũng tuyệt đối không được chủ quan với căn bệnh này. Thực tế điều trị, chúng tôi đã gặp không ít trường hợp đã tiêm đủ mũi vaccine nhưng vẫn mắc COVID-19. Trước hết phải nhắc đến nguy cơ bản thân mắc bệnh và lây nhiễm cho những người thân trong gia đình, đặc biệt là sẽ rất nguy hiểm cho trường hợp nguy cơ cao như người có bệnh nền, người cao tuổi hoặc đối tượng hiện tỷ lệ phủ vaccine vẫn thấp như trẻ em. Cũng theo chuyên gia này, mặc dù người đã được tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 có tỷ lệ chuyển biến nặng, được hạn chế rất nhiều nhưng không phải là không có. Do đó, người đã tiêm vaccine, thậm chí là mũi 3 cũng không được chủ quan với dịch bệnh. Người dân cần tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch đang diễn biến nóng ở nhiều địa phương trên cả nước như hiện nay. Xã hội hóa vaccine, thuốc điều trị COVID-19 để ứng phó Omicron. Thưa quý vị, Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc ứng phó với biến thể mới Omicron, việc lãnh chỉ đạo xử lý phòng ngừa tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch. Đánh giá dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Song Chính phủ cho rằng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới khoảng 15.000 ca một ngày. Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao. Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống dịch được triển khai kịp thời, hiệu quả, đặc biệt khi chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đạt kết quả tích cực. Về việc tiêm vaccine, Chính phủ cho biết đến nay tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine là 99,6%, tiêm đủ liều cơ bản là 90,9% và một bộ phận người dân đã được tiêm liều thứ ba, khoảng 4,8 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Với người từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm được 12,8 triệu liều, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, đảm bảo an toàn hiệu quả để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Đối với việc gia tăng ca tử vong, khó khăn về năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, báo cáo Chính phủ cũng cho biết so với tháng 8, tháng 9 năm 2021, số ca tử vong đã giảm song vẫn ở mức cao, trên 200 ca một ngày. Các trường hợp tử vong chủ yếu là người già, người có bệnh nền, phần lớn chưa được tiêm đủ vaccine. 85% trường hợp tử vong là chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine. Trong bối cảnh đó, năng lực thu dung điều trị tại một số nơi còn bất cập, nhất là khi số ca bệnh nặng tăng cao. Một số địa phương chưa chủ động trong thực hiện phương châm 4 tại chỗ, còn hạn chế về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, thuốc. Theo Chính phủ, Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà khoa học, các quốc gia nhận định dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn được trong năm 2022, có thể xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm hơn, làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường. Số ca nhiễm vẫn có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Biến thể Omicron đã xâm nhập vào nước ta và có nguy cơ lây lan, làm tăng gánh nặng lên hệ thống y tế và tử vong. Do đó, nhiệm vụ trước mắt cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo hướng quản lý rủi ro, tập trung ưu tiên mục tiêu giảm ca nặng, giảm tử vong. Trong đó, các giải pháp được Chính phủ đưa ra trong công tác phòng chống dịch gồm xã hội hóa nguồn lực phòng chống dịch, vaccine, thuốc điều trị COVID-19, tập trung bao phủ vaccine từ nay đến hết quý 1 năm 2022, phải tiêm đủ 3 mũi cho người thuộc diện tiêm chủng, chủ động sản xuất, nhập khẩu thuốc đặc hiệu và đề cao ý thức nhân dân. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 được thu phí trong trường hợp người bệnh tự nguyện. Trường hợp các cơ sở y tế tư nhân được cấp có thẩm quyền huy động tham gia chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 thì chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bảo hiểm y tế trên địa bàn. Tập trung nâng cao năng lực điều trị nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng và tử vong, bảo đảm tất cả mọi người nhiễm virus SARS-CoV-2 đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc y tế phù hợp. Tất cả các bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất. Thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine, tổ chức tiêm an toàn, nhanh nhất, hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 1 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Chủ động có kế hoạch phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo khuyến cáo của WHO. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và chương trình phòng chống dịch COVID-19.